Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các bài tập của Unit 4 tại đây các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 9 rồi. Bài Unit 4 và bài tập số 9 cũng gần hết rồi. Rồi, vậy thì bài tập số 9 này là một dạng bài tập mà người ta cho mình những cái từ, những cái động từ ở trong ngoặc trong hộp này. Và mình chọn một động từ để điền vô một cái chỗ trống này. Và trong cái bài này nó có cái điểm đặc biệt đó các bạn, là người ta cho mình tới 15 cái chỗ trống mà trong khi đó là có 14 từ thôi. Vậy thì sao các bạn? 4 3 12 13 14 đúng rồi. Và vậy là trong bài này người ta bảo là mình có thể dùng một động từ cho hơn một lần luôn. Như vậy cái một động từ có thể dùng được hai lần. Đó. Vậy thì chúng ta xem bài tập này là một bài tập cũng tương đối không phải dễ các bạn. Bởi vì nó có quá nhiều từ, có quá nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Vậy thì để tiết kiệm thời gian cho các bạn á, mình sẽ điền vô cho các bạn từng vị trí một. Sau đó mình sẽ dịch cái bài này rồi mình là giải thích cho các bạn vì sao mình chọn cái chữ đó vào cái vị trí đó, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian các bạn hơn, đúng không nào? Rồi, như vậy là trước khi vào thì mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay các bạn ha. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái vị trí số 1 này. À, cái chỗ này này, người ta nhắc thêm cho mình nữa là phải sử dụng cái hình thức đúng của động từ các bạn nha. Đây, hình thức đúng của một động từ có nghĩa là chúng ta, đây là động từ của nó, nhưng chúng ta phải biến đổi nó làm sao cho đúng với trong câu này. Rồi, đó, cái đó là cái khó thứ hai nữa các bạn ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ điền vào, mình sẽ giải thích tại sao mình chọn từ đó và biến đổi nó như vậy nha. Ok. Rồi, câu 1 này là các bạn chọn từ explore, nhưng mà thêm in là exploring nha các bạn nha. Đó, thêm in các bạn á, thêm in này, ing này nha các bạn nha. Cái sách nó hơi bé cho nên thầy viết các bạn thêm in cái chỗ này thôi, thêm in của cái từ động từ này. Ok, tí nữa thầy giải thích cho các bạn. Rồi, vị trí số 2, vị trí số 2 là các bạn chữ viết chọn là wrote, đó là quá khứ của write nè các bạn nha. Đó, quá khứ của write là wrote. Rồi, vị trí số 3, tí nữa thầy giải thích thì các bạn hiểu ngay liền, gave. Vị trí số 4 là helped. Helped. Vị trí số 5 là thought. Vị trí số 6 là helped. Vị trí số 7 của chúng ta là was. Was là to be ở quá khứ đó các bạn. To be này. Đó, to be ở quá khứ này. Đó, ở ngôi số 3 số ít luôn. Vị trí số 8 của chúng ta là gì? Vị trí số 8 các bạn cho là grew up. Đây, grew up là quá khứ của grow up nè các bạn nha. Đó, tí nữa thầy giải thích luôn. Đó, đến từng vị trí thầy giải thích luôn. Vị trí số 9 là stayed. Stayed, giữ nguyên nha. Vị trí số 10 là behave. Đây nè các bạn này, behave nè. Đó, giữ nguyên chữ đó. Vị trí số 11 là gì các bạn? Là got. Vị trí 12 là spent. Spent là quá khứ của spend. Đây, spend của chúng ta đây. Đây các bạn ha. Đó. Vị trí số 13. Rồi, vị trí số 12 là spent, đúng không? Vị trí số 13 của chúng ta là had to các bạn nha. Had là quá khứ của have này. Rồi, to. Đó. Vị trí số 14 là gì? Là went. Đó, went là quá khứ của go đó các bạn. Went là quá khứ của go này. Go nè các bạn này. Đó. Và vị trí cuối cùng của chúng ta số 15 là gì? Educate. Đó. Đó. Rồi, như vậy là các bạn educate này các bạn này. Đó, educate. Rồi, như vậy là chúng ta, mình đã giúp các bạn điền xong các chữ này rồi. Vậy thì bây giờ là một cái phần rất là quan trọng như ban đầu mình nói các bạn. Mình sẽ dịch cái bài này và mình giải thích vì sao chọn cái chữ đó cho các bạn và biến đổi chữ đó. Đó mới là cái chúng ta cần, đúng không nào? Rồi, bây giờ mình dịch trước các bạn nha. Rồi. Mary Kingsley đã trải qua, đã dùng 18 tháng. Đó. Đã trải qua 18 tháng trời từ giữa năm 1893 đến năm 1895
trải qua trong cái việc đó để khám phá Tây Phi. Rồi, khám phá ở miền phía Tây châu Phi đó các bạn, Tây Phi đó. Thế thì các bạn để ý cái cấu trúc, à thôi để mình dịch luôn một lượt một tí mình giải thích các bạn nha. Đây, khám phá Tây Phi. Hai cuốn sách mà cô ta đã viết và giảng dạy. Đó, hai cuốn sách mà cô ta đã viết và các bài giảng cô ta đã mang về nước Anh, có nghĩa là hai cuốn sách mà cô ta đã viết và các cái bài giảng mà cô ta đã mang về nước Anh về những cái chuyến du hành của cô ấy để giúp đỡ cái việc thay đổi cái cách thức mà những người ở châu Âu nghĩ về những thuộc địa châu Phi của họ. Đó, thay đổi cách nhìn của người châu Âu. Kingsley cũng là sao? Giúp đỡ trong việc bắt đầu nghiên cứu về những phong tục của những người và đời sống của những người ở châu Phi. Đó. Mary Kingsley được sinh ra gần London vào năm 1862 và lớn lên trong thời kỳ của nữ hoàng Victoria này, trong khi Victoria là nữ hoàng của nước Anh đó. Đồng thời, người phụ nữ sao các bạn? Cái thời điểm sinh thời của cái cô này á, thời này á, là những người phụ nữ được mong đợi là ở lại trong nhà để chăm sóc những người chồng của họ và những người con của họ. Có nghĩa là thời đó là người ta gần như là nhiều cái áp lực để ép người phụ nữ không có ra ngoài đi làm mà chỉ có ở trong nhà chăm sóc gia đình thôi, con cái thôi, chồng con thôi. Và hành vi như những cái quý bà trong gia đình á, cái ladies ở cái thời đó là các bạn phải hiểu rồi, giống như là những người phụ nữ đúng cái phẩm hạnh của họ đó, là tề gia nội trợ trong gia đình đó các bạn nha. Ok. Bố của Mary là một bác sĩ và mẹ của cô ấy là đầu bếp cho ông ấy đó. Đó, mẹ của Mary là đầu bếp cho ông ấy, giống như là nội trợ cho gia đình đó, các bạn hình dung được chưa? Đây, bố mẹ cô ấy kết hôn chỉ có 4 ngày trước khi Mary được sinh ra. Và bố của cô ấy đã trải qua rất nhiều thời gian trong việc đi du lịch đến nhiều vùng đất xa xôi, nhiều đất nước xa xôi. Đó, cho nên con cái nó ảnh hưởng của mẹ rất là nhiều đúng không các bạn? Cho nên bà này cũng rất là thích đi du lịch như vậy. Mẹ của cô ta chẳng bao giờ, sao các bạn? Chẳng bao giờ rồi là, đã nói là chỗ này là giống như là mẹ của cô ấy là giống như là không có được khỏe đó các bạn, giống như là ốm, đau ốm thường xuyên đó. Đó. Và Mary phải chăm sóc cô ấy, chăm sóc mẹ này. Vì vậy Mary chẳng bao giờ kết hôn và cô ấy chẳng bao giờ đi học, cũng chẳng bao giờ đi đến trường, và cô ấy phải tự học đó, tự dạy mình đó, tự giáo dục mình là tự học đó các bạn. Rồi, như vậy là đây là toàn bộ cái bài này. Và mình giúp các bạn giải thích nha, giải thích vì sao chúng ta chọn. Đầu tiên tại sao chúng ta chọn exploring này? Từ này là từ khám phá. Này chúng ta thành cái cấu trúc spend này, các bạn nhớ chưa? Cấu trúc spend này á, spend đó là cộng với thời gian. Rồi, cộng với thời gian rồi cộng với một động từ thêm in là sử dụng thời gian vào cái việc gì đó. Đó, cái cấu trúc này là mình cũng lặp đi lặp lại cho các bạn rất nhiều lần rồi. Các bạn nhớ nha. À, bạn trải qua thời gian trong cái việc gì đó, dùng thời gian để làm cái việc gì đó, vân vân vân. Được chưa? Thì do cấu trúc này spend thời gian rồi cộng với một động từ thêm in. Ok. Rồi chỗ này là viết chất là quá khứ của write, dễ rồi. Cuốn sách cô ta viết này, hai cuốn sách mà cô ta viết đúng không nào? Dễ đúng không nào? Và gave là những bài giảng. Bài giảng give lectures là cho là bài giảng, còn gave là quá khứ của nó, dễ rồi. Rồi cái chỗ này là nghĩ, người châu Âu nghĩ về người châu Phi, thay đổi hành vi, thay đổi suy nghĩ của họ đó. Đây là quá khứ của think. Đây, quá khứ của think này các bạn ha. Rồi, tiếp theo là helped. Rồi những cái chữ này là mình dịch là nó hợp lý trong câu các bạn rồi. Và nó chỉ có chỗ nào khó thì mình có giải thích thêm. Rồi, was born là được sinh ra này. Và lớn lên này, lớn lên là quá khứ của grew up là lớn lên, là quá khứ của grow up này các bạn nha. Rồi. Rồi stay at home. Đó. Đây. Đây các bạn nha. Đây, được mong đợi là phải ở lại trong nhà. Đó, được mong đợi to cộng với động từ nguyên mẫu này. Đó. Rồi, đây cũng thế. Ok. Rồi cái đây không phải thế mà là đây, take care of và chăm sóc người chồng và sao? Hành vi ứng xử hành vi như những quý bà đó, là cái chỗ này cũng là nằm trong cái mong đợi của họ trong cái giai đoạn đó. Rồi, get married là kết hôn, mà là kết hôn ở quá khứ là got married. Ok. Rồi spend, đây tiếp tục các bạn này. Đây,
tiếp tục gặp lại một cấu trúc Sven cộng động từ thời biên tiếp này các bạn thấy chưa? Đó. Ông ta trải qua hầu hết rất nhiều hầu như thời gian của ông ta đó. Đó mà đây là tiếp tục gặp lại cấu trúc Sven này. Đó. Ok chưa? Rất giống trên này được chưa? Động từ thời biên. Và dưới này cũng động từ thời biên đây. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, rất là dễ nha. Rồi cuối cùng chỗ này quay quá khứ. Phải làm cái gì? Quá khứ của have to take care of. Take care of là chăm sóc ai? Chăm sóc cô ta là mẹ cô ấy đó. Had to là quá khứ của have to. Ok. Rồi chỗ này là when là quá khứ của go. Đi học cũng chẳng bao giờ đi học, cũng chẳng đi học, và cô ta phải tự dạy, cô ta phải tự dạy này, tự dạy bản thân mình đó. Hay nói cách khác là tự học đó các bạn. Rồi, như vậy là bài tập số 9 này chúng ta cũng đã giải được giải thích và chúng ta đã lựa chọn đúng rồi. Hy vọng các bạn thấy video này có ích cho các bạn và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hẹn các bạn ở video cuối cùng, bài tập số 10. Rồi, bây giờ chào các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo vài phút nữa.